Mình xin chào các bạn nha. Nếu như các bạn đang đọc một trang báo mà bạn không muốn đọc trực tiếp bằng lời nói, các bạn có thể sử dụng tính năng đọc văn bản để điện thoại iPhone các bạn có thể là đọc thay các bạn bằng nội dung hoàn toàn bằng tiếng Việt nha. Hoặc là đơn giản các bạn muốn đọc chia sẻ nội dung một bài báo hay là một bài viết cho người khác, điện thoại iPhone các bạn sẽ thay các bạn đọc nội dung văn bản nó lên mà các bạn không cần phải đọc bằng lời nữa. Và để sử dụng và cũng như là cài đặt được tính năng này thì các bạn sẽ vào phần cài đặt trên điện thoại iPhone. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào phần trợ năng và các bạn chọn vào phần nó là nội dung được đọc. Các bạn sẽ bật cái phần nó là được lựa chọn lên, bật phần đọc màn hình lên. Trong phần bộ điều khiển lời, các bạn bật lên luôn cho mình. Lập tức nó sẽ xuất hiện cái bộ điều khiển ở đây. Các bạn có thể bấm một lần để phóng to và bấm một lần để thu gọn lại. Tiếp theo các bạn có thể lựa chọn giọng nói. Ở đây thì các bạn cần phải lựa chọn là tiếng Việt nha. Đó, các bạn có thể làm vào nghe thử. Xin chào, tên tôi là Linh, tôi là giọng nói tiếng Việt. Xin chào, tên tôi là Linh, tôi là giọng. Ở trong phần ngôn ngữ mặc định, các bạn muốn điện thoại iPhone các bạn đọc nội dung văn bản bằng ngôn ngữ nào thì các bạn sẽ chọn vào. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn là tiếng Việt. Đó. Tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có hai hình minh họa trong cái phần tốc độ đọc, đó là hình con rùa và hình con thỏ. Thì các bạn nếu mà các bạn kéo về hình con rùa thì cái tốc độ đọc nó sẽ chậm. Và nếu như các bạn kéo về con thỏ thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Và ở đây thì mình sẽ để ở giữa để cho nó cân bằng nha. Rồi. Bây giờ thì các bạn có thể là mở trình duyệt Safari lên. Các bạn sẽ tiến hành là đọc. Express báo tin anh Việt thông báo ý kiến tin đá xem thời sự thứ năm hạt mưa lớn đường phố Hà Nội chìm trong biển nước mưa liên tục từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng loạt tuyến phố lớn ở thủ đô chìm trong. Các bạn có thể chỉnh được tốc độ đọc trong cái phần này. Trong biển nước giao thông ách tắc từ 7 đến 11 vẫn chưa được giải tỏa. 8 hàng loạt quận Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm mưa xối xả, trời tối đen, trong đó quận Hoàng Mai địa hình thấp, hứng lượng mưa lớn nhất 105 trong 6 tiếng nên bị ngập sâu nhất, hầu khắp tuyến đường, ngõ ngách trên địa bàn bị ngập, nước tràn vào.